Mến chào các em học sinh khối 7 đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cũng như là những cái tác phẩm tiêu biểu của bốn họa sĩ đã có những đóng góp to lớn cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài vẽ theo mẫu. Và bài này cô gộp luôn cả bài 23 và 24. Vì bài này chúng ta có 2 tiết nên là cô gộp lại để mấy em về nhà chúng ta, ở nhà chúng ta sẽ vẽ luôn để hoàn thành bài. Bây giờ cô mời các bạn mở sách ra trang 134 và lấy tập ra để chúng ta ghi bài. Chúng ta bắt đầu vào bài. Thì ở bài này chúng ta có 4 nội dung. 3 nội dung. Thứ nhất là phần quan sát nhận xét. Thứ hai là phần tìm hiểu về cách vẽ. Và thứ ba là phần thực hành ở nhà. Đầu tiên là phần quan sát nhận xét. Thì chúng ta có phần câu hỏi như sau. Mấy bạn hãy quan sát đồ vật và nhận xét về hình dáng, đặc điểm, cấu tạo, chất liệu, màu sắc và đậm nhạt của hai vật mẫu. Thì nói ấm tích và cái bát, nhiều bạn chưa hình dung ra. Thì ấm tích là một dạng ấm dùng để đựng trà, mấy bạn pha trà. Thì thường ở thành phố chúng ta ít sử dụng. Thường ở đây chúng ta chỉ sử dụng ấm trà là nhiều. Thì ở đây cô đưa ra 4 cái hình để cho mấy bạn có thể là tự chọn đồ vật ở nhà mình có để bày mẫu. Cái bát cũng chính là cái chén đó mấy bạn. Nên mấy bạn có thể là đặt cái chén và một trong những cái đồ vật và thay thế cho cái ấm tích. Nếu chúng ta không có, chúng ta có thể lấy ấm trà, bình thủy tương đương có cái dạng hình giống như thế này, như là hình trụ. Thì cái việc đặt mẫu thì chúng ta nhớ là đặt vật nhỏ trước, vật lớn sau, và vật nhỏ che một phần của vật lớn. Bây giờ mấy bạn ở nhà có đồ vật nào thì chúng ta sẽ bày vật mẫu đó, sau đó chúng ta tập quan sát, nhận xét hình dáng, đặc điểm cấu tạo, chất liệu và màu sắc đậm nhạt của hai vật mẫu chúng ta muốn vẽ. Thì đây, sau khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ có cái câu trả lời như sau. Về ấm tích thì chúng ta có những phần sau đây. Thứ nhất, quai ấm tích, nắp ấm tích, miệng ấm tích, vòi ấm tích, thân ấm tích và đáy ấm tích. Còn về bát, cái bát hoặc cái chén thì chúng ta có 3 phần: miệng, thân và đáy hay là đế bát. Mình nên nhớ là cái ấm tích chúng ta có dạng hình trụ nha mấy bạn. Chúng ta cùng sang phần cách vẽ. Thì các bước vẽ chúng ta đã học rất là nhiều, nên ở đây cô chỉ nhắc lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ phác khung hình, tìm tỷ lệ các bộ phận và vẽ phác nét chính. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ chi tiết, chỗ nào cần vẽ nét cong thì chúng ta hoàn chỉnh lại bằng nét cong. Sau đó chúng ta sẽ bôi những cái nét phác khung hình và những cái nét chính, nét thẳng. Rồi chúng ta sẽ tiến hành vẽ đậm nhạt. Thì ở đây cô minh họa bằng cái ấm nhôm thì cũng cái cách vẽ cũng tương tự như vậy, để cho các bạn có thể là hình dung được các bước thực hiện như thế nào. Và trước khi thực hiện thì chúng ta sẽ lưu ý số những cái bố cục sau đây. Đây là một số cái cách đặt bố cục
khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta thích đặt vị trí nào có thể chúng ta thuận tiện, chúng ta cảm thấy đẹp thì chúng ta đặt. Và bao giờ vật nhỏ cũng đặt trước, vật lớn đặt sau, và vật nhỏ sẽ che một phần của vật lớn. Và chúng ta bố cục vào trong tờ giấy sao cho cân đối hài hòa. Chúng ta không nên vẽ nhỏ quá, hoặc cũng đừng vẽ to quá, hoặc là lẽ dẹp vẽ lệch sang trái, lệch sang phải, làm cho cái bài vẽ chúng ta không có cái không gian, không có khoảng trống thì cũng không nên. Phần thực hành thì các em sẽ vẽ theo mẫu ấm tích và cái bát trên giấy A4 ở nhà. Thì chúng ta có vật nào thì chúng ta sẽ vẽ cái đó, chúng ta sẽ lựa chọn vật mẫu của chúng ta và vẽ phát trên vẽ trên giấy A4. Và đây là một số bài để cho các em tham khảo về cái cách vẽ, cách dựng hình, cách bố cục cũng như là cách vẽ đậm nhạt. Đó, những đồ vật này mấy bạn ở nhà có thì chúng ta sẽ lựa chọn những đồ vật này. Chúng ta sẽ linh động chứ chúng ta không có cứng nhắc sử dụng cái ấm tích không. Dĩ nhiên là cũng không nhất thiết chúng ta phải tô hết nền, mà bạn chỉ cần nhấn nền là được rồi. Nhấn những cái phần điểm cần nhấn thôi chứ chúng ta không cần phải tô hết nền như hình số 3 này. Hình cái ấm trà đó. Về phần hướng dẫn học tập thì cô yêu cầu các bạn ghi bài và tập đầy đủ ha, rồi hoàn thành bài vẽ trên giấy A4. Khả năng mình vẽ được như thế nào thì mình cứ vẽ như thế đó. Rồi chúng ta sẽ nộp bài sau khi chúng ta đi học lại và xem trước cho cô bài tiếp theo, đó là bài sơ bài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ phục hưng. Bài học của chúng ta tới đây là hết. Cô thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em luôn có sức khỏe tốt để lĩnh hội những kiến thức tốt. Chào tạm biệt.